Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Bệ rễ này thì chấm hết luôn. Nè, có không chê được nhé. Không thể nào mà chê được, đưa chậm thôi, đưa nhanh thế. Ôi. Đập nhảy 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 sườn. Cao thủ thế. Sườn này. Vớt đấy. Cái gì? Tiến bông. Đang nghe xé đoạn qua thì thấy nó tối quá. Tối quá. Người lên kinh nhỉ. Lên chiếc quá. Được rồi, lên chiếc quá. Đẹp đấy. Được. Hôm nay cũng là nhiều cây to đẹp đấy nhỉ. Qua vườn anh Hùng xem cây, ngắm xem là có cái cây nào hay hay không. Phạt cụt đã. Phạt cụt mùa này cũng phạt cụt. Nhé. Nếu tưởng mùa này là phải để cho nó. Không mùa tốt quá nó tái ra. Tốt quá. Dèo ơi, cây này là kinh khủng nha. Đấy, xanh quê đang lên ngôi. Mà cây anh ấy thì đẹp quá này. Cái sản phẩm tuyệt vời. Tác phẩm kinh điển. Còn cho bác ngắm này. Thân to đùng ngã ngửa luôn. Thấy chưa? Quá to. Bự luôn. Quá hầm hố. Cái này đi đợt mang đi triển lãm đường đua. Rất là to. Có lẽ là đấy là lần đầu tiên mang đi hay sao ấy. Mà mỗi lần về đây bây giờ những cây xanh quê lại đang được mọi người quan tâm nhiều quá. Thì nó lại càng có giá trị. Đặc biệt luôn. Cây to chứ. Khủng khiếp nhỉ. Đi vào đây ngắm thêm. À, cái cây lão bồng nguyên xoái này để ở đây. Cái cây này cái bệ đẹp quá. Ông em đang luyện chợ đầu đội trời chân đạp đất. Luyện đầu đội trời chân đạp đất đi. Lấy nguồn cảm hứng từ ông thầy đang nổi tiếng trên mạng. Ngắm cây như bác Hùng đấy, xem đã mắt luôn. Vườn quá nhiều cây, Nam Điền nhiều cây ngắm chia long này, long một cái cây tử rất là đẹp, đẹp chưa? Đường thân rất mềm, đi sang bên kia ngắm cái đường thân của nó đi. Thân một cây long. Cái cổ là nó vặn gần kia. Thế sao lại cắt cái cổ đi để chuyển cành này ra thành nên cái cổ. Đấy, chứ còn này không phải là cái cổ này. Mà cái cổ trên kia kìa. Đấy, cắt đi. Đây là bồng nguyên xoái. Mời cả nhà ngắm cái cây này chưa sửa. Mà sửa thì quá đẹp luôn. Để quay lại mặt phải về răng về mặt bên kia để cho nó ăn tí nắng chiều. Ăn tí nắng chiều. Đấy, lá bồng nguyên xoài. Mít tít. Rất đẹp, cây có cái dáng đặc biệt. Hôm nay thì đi về đây để tranh thủ một chút thôi, vừa là đi ra một cái cây sám hương anh hùng mình đấu trên sàn, vừa là về thăm thì xong đấy là để di chuyển sang vườn đàm Lan Viên. Thấy cái cốt rất dài, vườn này anh ấy không nhiều cây
cây nhỏ, là cây to, cây tầm trung đấy, sai. Dáng hiệu đấy, hay không? Đẹp phết. Anh ra đây, ra đây xem xanh quê. Xanh quê thời gian rồi mọi người quan tâm rất nhiều. Để xem là có cái xanh quê nào hay hay không? Cũng lại là quê luôn. Đấy, ôm đá. Bết bệt. Nhưng mà chưa nhìn thấy cái cây nào có cái thân pháp. Nó đúng ý tưởng của mình muốn. Đây, cây này. Cây này là cây Nam Biển. Cái cây này cũng mới là đấy chứ. Ừ, mới quê, quê được bộ bông mịn nhỉ. Đang đây để lại ít cây nhỏ để nó gai gốc chứ. À, nuôi cho nó gai gốc à? Hút hút cây thêm tí bạn à. Nhưng mà cây này già này, cây này mới là cây già. Hồi nãy giờ đang ghép tiền mà. Chất lá nó xấu. Có cái này ghép là chất lá nó xấu nhỉ. Còn tuổi thì... Tuổi thì kinh khủng. Mẹ nó cũng dị. Ui, tầm cỡ này thì kinh khủng khiếp rồi. Già thôi rồi luôn. Vườn này anh ngày xưa sưu tầm nhiều xanh quê nhỉ? Hả? Nhiều xanh quê. Bây giờ mới ghép à? Hôm trước không ghép à? Ừ, mới ghép đấy. Quá kỳ dị. Nó dễ. Làm bông. Xanh quê này làm mãi không xong. Có cho phải chạy, không mình đi gần đến lịch của phải chạy. Ha ha ha. Đây có mấy cây điền thân dị quá. Này. Nuôi. Cái này ngày xưa nó ôm đâu nó không anh? Trước là nó thành non bộ, không có chỗ ôm cây rồi. À, đắp non bộ ôm cây. Bây giờ đập ra cái tự nhiên lại thành cái cột kèo đúng không? Y dị. Thân thì rất dị. Kiểu như là này. À, thân thì rất dị. Nó kiểu dạng đấy à? Nó kiểu dạng ôm đá này. Đập đá đi giờ tự nhiên nó có cái đường rễ nó bắt. Trông rất hay. Đó. Ở trên này nhìn đường chạy bộ cục thân của nó nhìn trông rất kỳ dị. Sao thì là ôm đá. Năm ngoái mua nguyên cái loạt đây được 20 cây. À, mua cái loạt ôm đá này đây nữa. 20 cây cả đây. Về phá sạch đá đi luôn. Về cũng có cây thì phá cả, cây thì đục bớt đi. À, đục bớt để lấy tí. Cây thì đây thì cũng bán mất non nữa. À, đấy là thành công rồi. Ừ. Nhưng mà đều là cái cốt cũng già đấy anh nhỉ. Ủa, xem cái cốt xanh quê này. Cốt xanh quê này dã man mỗi tội là lá này thì làm thì hơi khoai nhỉ. Anh nhỉ. Bệ rễ này thì chấm hết luôn nhỉ. Cốt không chê được nhỉ. Không thể nào mà chê được, đưa chậm thôi, đưa nhanh thế. Giật cứ từ trước từ. Trước nó nhảy vào quá thu bớt à. Bây giờ bắt đầu là thu lại ngắn lại làm gọn gọn vừa vừa. À, đây xem. Bây giờ bệ này. Thật phải không chê được. Á đời hơn thật. Kinh điển thì cái này nó mà là thành một tác phẩm hoàn thiện rồi nhỉ. Bê được quả bệ này. Đặt vào thì kinh khủng khiếp. Nhiều ơi. Nó vừa già mà nó vừa dị.
Cái này lấy cái cút này giờ làm sao để cho nó nhanh nhất có thể nhỉ? Thì đợt cuối năm mà đạt được đó. Đoạn này nó có ba tí nữa là thu vào phát này. Mà anh đang ghép gì đấy? Không ghép cái gì cả. Nguyên bản của nó. Nguyên bản của nó. Chất lá này cũng được cái chứ. Chất lá cũng được. Như cái này anh mua lâu rồi mà sao giờ nó vẫn là dạng phôi này. Mới cắt đấy. Mình năm ngoái mình mới cắt đấy. Năm ngoái mới cắt thu đi. Ừ. Mua lâu rồi. Cái này mua lâu rồi. Cái này giờ nó có nhiều tiền này. Quá này. Chết này. Chết. Sao chết? Không đấu giá thì em bán. Nhiều tiền hả? Nhiều tiền là bao nhiêu tiền? Mặt kia thì đẹp quá. Mặt này thì cái đoạn thân này nó hơi cứng. Nó đến 5-6 lần tốt chậu. Ừ. Mê mẩn cái gốc xanh này. Tội là để làm để hoàn thiện tác phẩm này hơi khoai. Phải mấy năm nữa. Mấy năm nữa chưa xong rồi. Nó đẩy gần hết chạm. Cái này là ông Thọ. Năm nay thu được. Cái này là ông Thọ uống một phát thành bông luôn thì ngon. Không? Không. Không. Uống thì chết. Thế nên nhanh như vậy thì chứ. Mình nấu tí nữa vừa vặn vừa cắt gần mất mấy năm. Bệ thân này, những cái cốt quý này mình chấp nhận làm đâu tí thì xong người ta nó mới giá trị là. Làm nhanh quá thì nó không có giá trị quý nhiều xong người ta lại cắt giật lại nó mất thời gian trước nào hoàn thiện lắm rồi chứ mình đi mình làm lại đây là bên này là những cái cốt xanh nam biển và này rất nhiều cây. Vườn anh cũng phải lên mấy trăm cây. Ừ, mấy trăm đấy. Lúc là mua khôi về chăm nuôi thôi. À, chăm cây nhỏ nhỏ, hoàn béo. Xì đẹp quá này, xì trắng à? Nó là cái xì đá. Xì đá đúng không? Ừ. Cốt nó cũng tốt quá. Vâng, đẹp. Cốt chảy quá. Nhưng mà chính cái mặt này là nếu mà độ sâu thì mặt này nó sâu hơn đấy nhỉ. Cả hai mặt. Ừ. Quay cả cái cây xung quanh cho mọi người xem. Đẹp. Đây có cây xanh này này. Bé một hồn. Rất yêu. Hôm nay của chị Nam mới ngoặt trong cái vịt. Ừ. Côn nhỉ. Cái kia hoàn thiện. Cái này có đường tông. Nhiều cây quá. Quá nhiều cây. Có cái cây bay nhỉ. Có cái đường đổ đẹp. À. Đường đổ cái thân nó quạt 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 đẹp quá. Chị em có sang bên Hải Phòng không? Có chương trình bên đấy không? Nhà nhiều cái này ít đi lắm chú ơi. Nhiều giờ ít đi lắm. Bây giờ mình chủ yếu mình ăn công chăn nuôi cho nên sức khỏe. Cô nó nhiều như này cũng đi sao. Vâng. Cô xì gấu phết nhỉ. Gấu đấy. 5 năm rồi đấy. Phơi 5 năm từ cái lúc đục à? Ừ, lúc bắt đầu mua cái thôi, cánh thảm rồi mới. À. Thành công đấy. Thì xưa mua chắc hợp lý nhỉ. Mình mua của nó khách nhà hơn 100 triệu. À. Bây giờ được cái cốt nó nhũn quá. Ừ. Cái mặt đằng kia. Mặt này một gắp lên. Mặt đấy gì.
này nhìn vào nó mới xê nạc cút. Nhưng quả này được cái nó dị. Nhưng mà nếu mà để là xem đường chạy thì nó phải góc đấy. Đúng rồi, góc này được. Chạy. Ừ. Nó đưa cái đường hẳn mới chuyển thẳng ngọn này. Đúng rồi. Cái tưởng mọi ngọn này, quả này nó có thích thích cái đường chuyển. Ừ. Chắc là thêm được Posi nhà này cũng ngon này. Tương lai. Đấy, tôi chúc mừng bác sở hữu nhiều đồ ngon quá. Bây giờ đi ra giả cây rồi đi về. Hẹn anh em 3 giờ là có mặt tại Hải Phòng trình viên này.